Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Gero. Sau Lionel Messi, Kevin De Bruyne có lẽ là người tiến gần với hình ảnh của một cầu thủ PlayStation nhất ở thời điểm này. Ngôi sao người Bỉ bằng nhãn quan có 102 và kỹ năng thượng thừa, có thể biến những điều chúng ta thường chỉ thấy trong game thành thực tế trên sân với những pha chọc khe cực đẹp, dọn chỗ sẵn cho đồng đội ghi bàn. Không hổ danh là một ông vua kiến tạo. Hãy cùng Mr. Gero xem những tuyệt phẩm kiến tạo của Kevin nhé. Nếu thấy clip này hay thì hãy like, share, subscribe, nhấn vào chuông thông báo để nhận được những clip hay nhất từ bên mình nhé. Xin chào. Omae wa mou shindeiru. Nani? Những ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2015, Man City mua De Bruyne từ Wolfsburg với giá là 66,6 triệu bảng, 75 triệu euro ở thời điểm đó, gây đình đám cả nước Anh. Cho đến nay, De Bruyne vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City. Đối với giới chuyên môn, đó là vụ đầu tư được đánh giá rất cao của các quan chức ở sân Etihad, mà cụ thể hơn là giám đốc bóng đá Siki Bejiristan. Khi Pep Guardiola lên thay Pellegrini, ông nhận được những câu hỏi về De Bruyne. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha so hai bàn tay vào nhau và không tìm ra câu trả lời nào thích hợp. Sau cùng, Pep mô tả De Bruyne chính là sự tổng hợp từ những ngôi sao mà ông đã làm việc. Anh có kỹ thuật của Ribery, tốc độ và khả năng dứt điểm tốt như là Robin. Dù động tác thực hiện khá khác biệt, có tính kiên nhẫn và sự linh động của Pedro Rodriguez. Dưới tay Pep, tiền vệ người Bỉ dần trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết ở kỹ năng chuyền bóng. De Bruyne đã bị Pep di chuyển tới hầu như là toàn bộ vị trí trên hàng tiền vệ. Từ tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự, tiền đạo cánh. Nhưng anh chưa từng tỏ ra phàn nàn. Ngược lại, De Bruyne nghiện những bài tập với Pep và dùng chúng để tự hoàn thiện mình. Gương mặt trẻ và hiền lành trong phòng thay đồ, nhưng De Bruyne mang hình ảnh khác mỗi khi bước ra trên sân cỏ. Anh sẵn sàng lao vào tranh chấp quyết liệt với đối phương để có thể giành lợi thế cho đội nhà. Đó là chàng trai có thể làm mọi thứ khi có bóng. Pellegrini từng khen ngợi De Bruyne. Pep nói về cậu học trò người Bỉ, hãy trao bóng cho De Bruyne, cậu ấy sẽ bùng nổ theo những cách mà chúng ta không thể hình dung. De Bruyne như một phù thủy trên sân, những pha xử lý bóng đầy ma thuật. Anh biết cách mang đến đột biến cho lối chơi với những pha dứt điểm ghi bàn tinh tế hoặc kiến tạo cơ hội cho đồng đội bằng các đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương. Kể từ khi Pep xuất hiện, De Bruyne ghi bàn ít hơn so với thời của Pellegrini, thậm chí hiệu suất giảm hơn một nửa. 16 bàn mùa năm 2015, năm 2016, 7 bàn mùa trước. Nhưng đổi lại, anh toàn diện hơn trong vai trò một nhà đạo diễn lối chơi. Thật khó tin, rực sáng, lấp lánh, phi thường, xuất sắc. Truyền thông quốc tế đã dùng những mỹ từ như vậy để nói về màn trình diễn của Kevin De Bruyne trước Tottenham tại bán kết lượt về C1, dù Manchester City của anh bị loại. Tiền vệ người Bỉ đã có trận đấu tuyệt vời với 3 pha kiến tạo, trong khi đó, tờ L'Équipe không ngần ngại ca ngợi tài năng của tuyển thủ Bỉ. Không còn được xem De Bruyne thể hiện tài năng ở bán kết, chung kết là một điều đáng buồn nhất. Trên thực tế, trước Tottenham tại Etihad, De Bruyne đã cho thấy được tài năng khổng lồ của mình. Được ra sân ngay từ đầu, cầu thủ người Bỉ có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, liên tục tạo ra sự khác biệt bên phần sân của Spurs. Thi đấu ấn tượng và đặc biệt hiệu quả ở những đường chuyền đỉnh cao. Các pha tỉ bóng quyết định, De Bruyne là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà. Với De Bruyne, màn xanh hoàn toàn làm chủ tuyến giữa và khiến hàng thủ của Tottenham khốn đốn, nếu tính cả pha khởi xướng cho bàn thắng của Bernardo Silva. Tuyển thủ Bỉ đã đặt dấu giày lên cả 4 pha lập công của Man City ở trận tứ kết lượt về. Trong màu áo của đội tuyển Bỉ, De Bruyne đã giúp Quỷ Đỏ giành 28 điểm trong 10 trận tại chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu. Đội tuyển Bỉ là một trong những ông lớn giành vé tới Nga sớm nhất. Thay vì chơi bóng một màu dễ đoán như thời của Max Wijnmoet, Quỷ Đỏ giờ trở nên khó đoán hơn với Roberto Martinez trên ghế huấn luyện và đặc biệt là Kevin De Bruyne ngày càng chơi hay trong vai trò thủ lĩnh tuyến giữa. Hay mới đây, sau màn khởi đầu mùa giải ấn tượng với Manchester City, De Bruyne tiếp tục thi đấu với phong độ cao trong màu áo của đội tuyển Bỉ ở các vòng loại Euro năm 2020.
Tiền vệ 28 tuổi là một hat-trick kiến tạo chỉ trong 23 phút ở trận đấu đối với Scotland. Kevin De Bruyne dốc bóng rồi thực hiện đường truyền cho Lukaku, dứt điểm ở vị trí trống trải, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Phút 24, tỷ số đã nâng lên thành 2-0. Trung vệ Thomas Vermaelen là người lập công với pha chạm bóng ở cự ly gần sau quả tạt từ cánh phải của De Bruyne. Phút 32, tuyển Bỉ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Người tỏa sáng tiếp tục là một trung vệ, lần này là Toby Alderweireld. Từ quả đá phạt góc của De Bruyne, ngôi sao số 2 bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vào mép dưới xà, khiến hàng thủ của Scotland bất lực. Cả 3 bàn thắng của Quỷ Đỏ đều do De Bruyne trực tiếp kiến tạo. Thủ quân người Bỉ khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha lập công nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 82. Cú cứa lòng của cầu thủ sinh năm 1991 tạo nên một đường cong, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá. Trên sân cỏ, De Bruyne thích kiến tạo cho đồng đội hơn là ghi bàn. Làm gì có ai không thích ghi bàn chứ? Tuy nhiên, thú thật là tôi cảm thấy phấn khích hơn mỗi khi kiến tạo được một bàn thắng, anh nói. Mùa giải này, tiền vệ Kevin De Bruyne đã chơi cực tốt trong màu áo của Man City. Ngôi sao sinh năm 1991 này đã có 7 kiến tạo sau 6 trận ở ngoại hạng Anh. Ở trận đấu gần đây, tiền vệ 28 tuổi thực hiện 2 kiến tạo giúp Man City đánh bại Watford với tỷ số là 8-0. Không quá khi nói rằng Kevin De Bruyne đang là nhạc trưởng trong lối chơi của Man City. Ở ngoại hạng Anh mùa này, cầu thủ người Bỉ là người tạo ra nhiều cơ hội nhất, anh cũng là người dẫn đầu với nhiều kiến tạo nhất. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, De Bruyne nhiều khả năng sẽ phá vỡ kỷ lục kiến tạo của Thierry Henry ở kỷ nguyên Premier League. Theo đó, huyền thoại của Arsenal đã thực hiện được 20 pha kiến tạo ở mùa giải năm 2002-2003. Đây là số pha kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải ở Premier League. Hiếm có mẫu cầu thủ đa năng và toàn diện như De Bruyne. Anh lên công, về thủ đều đặn như con thoi trong sơ đồ chiến thuật của Man City. Điều đó đã góp phần làm giảm áp lực cho hàng thủ cũng như là hàng công trong bối cảnh đội bóng đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở khâu phòng ngự vì bão chấn thương. Sự càng lướt, tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực trung tuyến và khả năng phát động phản công nhanh của De Bruyne giúp Man City luôn có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Bên cạnh đó, những pha trọc khe tinh tế, tỉ bóng hoàn hảo của ngôi sao người Bỉ này luôn đặt đồng đội vào thế thuận lợi để xử lý bóng và dứt điểm. Thống kê cho thấy, De Bruyne có tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác đến 90% và anh đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ kiến tạo hàng đầu tại Premier League với 8 lần thành công. De Bruyne là một trong những tiền vệ có ảnh hưởng nhất ở châu Âu cũng như Premier League. Nhiều người đã ví Kevin De Bruyne với Lionel Messi trong kỷ nguyên hoàng kim nhất của Pep Guardiola. Nhưng ở Man City là một Lionel Messi theo kiểu khác, một Kevin De Bruyne công nhân và sẵn sàng hy sinh vì đội bóng. Dù tài năng bóng đá, khả năng vẽ nên những đường bóng tuyệt diệu, khả năng ghi bàn hay kiến tạo của cầu thủ là không cần bàn cãi. Hay bàn thắng nào của thiên thần tóc vàng bóng đá Bỉ để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!